Tham-ma-sa-va-na-ka-lu-va-yam-pa-đan-ta Arahang sama sampoto phagava putang phagavantang aphiwa demi Svakato phagavata thambo thamang namasami Subhatipando phagavato savaka sangko sangkhang namami. Đệ tử xin thành kính lễ lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác là thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính lễ lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết có công năng hướng thượng. Đệ tử xin thành kính lễ lễ chúng thinh văn đệ tử Thế Tôn bậc thiện hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh là phước điều vô thượng ở đời. Nguyện hồng ân tâm bảo xin hộ trì đến toàn thể quý tu nữ và chư thiên nam tín nữ một năm mới an khang thịnh vượng, tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tu nữ và toàn thể chư thiên nam tín nữ, sáng hôm nay ngày mùng 3 Tết, theo thông lệ thì tại chùa Từ Quang năm nào cũng làm lễ tri ân cố hòa thượng Giác Chánh là thầy của thượng tọa trụ trì. Và thông lệ thì hôm nay đón xuân, các Phật tử chúng ta tụ họp về đây để cúng dường đặt bát đến chư vị trưởng lão trụ trì và chư đại đức tăng ở các chùa được mời đến. Trong dịp đầu năm, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 là những ngày mà các Phật tử chúng ta chưa có bận rộn công việc ở bên ngoài, chúng ta còn những cái ngày xuân thì chúng ta đi chùa để lễ Phật và để làm phước. Là người Phật tử có niềm tin nơi Tam Bảo thì chúng ta biết rằng ngày xuân, ngày Tết của người Phật tử, nếu chúng ta không có tạo phước, không có đi chùa để nghe pháp, để thọ quy giới, thì chúng ta cảm thấy cái ngày xuân, ngày Tết của chúng ta nó rất là nhạt nhẽo, vô vị. Quả thật vậy. Ngày xưa bên Ấn Độ, những cái dịp lễ hội, lễ Tết, người ta cùng nhau, người ta vui và người ta có những cái sự tự do để phát biểu. Gặp bất cứ ai họ vẫn có thể mắng giết, chửi rủa, hoặc là có một vài nơi thì họ xối nước, tạt nước đang trên đường đi, mà người bị mắng chửi không có được quyền giận, người bị tạt nước cũng không được quyền giận, và họ xem đó như là một cái tục lệ. Và có những nơi họ xem đó như là một cái sự may mắn. Nhưng mà Đức Phật Ngài cho biết rằng là đó là kẻ phàm phu, ngu si thiểu trí mới sống dễ vui phóng dật như vậy. Nhưng đối với một đệ tử của Đức Phật thì chúng ta trong những ngày xuân, ngày Tết, chúng ta nên sống thu thúc trong thiện pháp, phòng hộ thiện pháp. Bởi vì chỉ có thiện pháp mới nâng đỡ cho chúng ta, hộ trì cho chúng ta. Tham mô tham ba cha rin rắc hát tí, pháp hộ trì cho người hành pháp. Thì như vậy trong một năm
chúng ta cầu được may mắn, được an khang thịnh vượng thì chúng ta phải tạo phước nhiều. Chính cái phước báo nâng đỡ, bởi vì Đức Phật dạy này các tỳ kheo, phước punya đồng nghĩa với sự an lạc siêu khác. Cho nên người nào buổi sáng thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, gọi là có buổi sáng cắt tường. Buổi trưa thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, gọi là có buổi trưa cắt tường. Buổi chiều thân làm thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, là có buổi chiều cắt tường. Này các tỳ kheo, ngày nào những chúng sanh nào làm việc thân hành thiện, khẩu nói lời thiện, ý suy nghĩ thiện, thì những chúng sanh đó được gọi là những chúng sanh có một ngày cát tường măng ca lá. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta có niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi tăng chúng, chúng ta cần phải hiểu rằng việc mà chúng ta tạo các cái công đức phước báo thì đó là nguyên nhân để đưa đến sự cát tường, như trong bài kinh Măng Ca La Sutta mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy 38 pháp an lành. Thì khi mà người Phật tử chúng ta cố gắng thực hành theo những cái điều tốt đẹp đó thì chúng ta sẽ được an lành kiết tường, mà chúng ta khỏi cần phải do cái sự chúc, do cái sự chúc phúc cầu nguyện. Bởi vì cái ngày xưa ngày Tết người ta có cái thông lệ gặp nhau chúc mừng, nói những lời tốt đẹp như là chúc an khang thịnh vượng, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh. Nhưng mà khi Đức Phật ngài dạy cho gia chủ Anathapindika thì ngài nói rằng, này gia chủ, những điều an lành hạnh phúc đó Như Lai nói rằng chúng sanh đạt được là do thực hành những cái thiện pháp để đưa đến cái sự an lành, chứ không phải là do nguyên nhân cầu nguyện vãng sinh. Và nếu như cái sự chúc mừng đó mà nó được phát sanh an lành, không cần phải tạo phước, thì như vậy chúng sanh ở trong đời này không cần phải nỗ lực tinh tấn. Lần này cái sự an lành hạnh phúc ở trong cuộc sống của chúng ta là phải do chúng ta thực hành cái pháp tốt đẹp. Vì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta làm thiện đó, cái tâm thiện khởi lên trước nhất gọi là kusala chetana, kusala chetana tức là tư thiện. Tư thiện nó phối hợp với cái tâm đại thiện hay là tâm thiện dục giới, nó sẽ tạo ra cái quả tốt đẹp. Và ở trong cái tâm thiện maha kusala chetta, cái tâm thiện đó nó có những cái chetasika, tức là có những cái thuộc tánh, và cái thuộc tánh này nó sẽ đưa đến cho chúng ta một cái sự tốt đẹp. Khi mà một người sống với tâm thiện, từng bước đi của họ là sống trong cái sự an lạc do cái đặc tính của tâm thiện. Mà người làm thiện khi mà nghĩ đến cái điều thiện mà đã làm thì tâm của họ sẽ được an vui. Vì vậy cho nên Đức Phật ngài mới thuyết ở trong Thamma-pada Pháp Cú Kinh có câu, Đức Phật ngài thuyết rằng Ithaso chati pechaso chat mo chat Ithamo dati pechamo dati katapunyo upayathamo dati so mo dati so pamo dati diswa kamma visuddhi battano. Nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui. Người vui người an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Quả thật vậy, khi mà chúng ta làm những việc phước, chúng ta nghĩ rằng
Cái điều chúng ta đã làm đó là thanh tịnh, là tốt đẹp, là trong sạch, là tự nhiên chúng ta an vui. Cũng như ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Phật tử chúng ta cứ đi chùa làm phước. Chiều lại chúng ta suy nghĩ rằng Tết năm nay mình đã làm được vị phước nhiều. Mình không có dễ vui, không có phóng dật, không có sống theo ác pháp. Nghĩ như vậy cho nên tâm tư chúng ta hoan hỷ. Thì cái sự hoan hỷ hạnh phúc đó được gọi là cái sự an vui do thiện pháp đem lại. Cái đó gọi là hiệu ứng hành động. Chưa nói đến cái quả của hành động, mà chúng ta chỉ nói đến cái sở hành của chúng ta thanh tịnh tốt đẹp. Chúng ta thấy được như vậy là chúng ta có sự an vui rồi. Cũng ví như khi mà chúng ta thấy những người khác họ say sưa, họ hút sách xì ke ma túy, họ cờ bạc, cho nên họ bị khốn đốn, bị khổ đau, bị bệnh tật hoặc là nợ nần. Cái chúng ta xét lại là đời sống của mình không có say sưa, không có cờ bạc, không có trộm cướp, cho nên mình sẽ không có bị bệnh hoạn, hay là không có bị sa sút tài sản, hoặc là không có bị tù tội. Nghĩ như vậy là tâm của mình an lạc. Cũng vậy, ở sống ở trong cuộc đời này, ai thống sống nhiều với cái tâm tham gọi là lô phát mu lá sân mê vô tá, là người đã sống trong sự đau khổ. Người nào sống với tâm sân đô xá mu lá và tây sân vô tá thì người đó sống trong cái sự đau khổ. Người nào sống bằng cái tâm si gọi là mô lâm mô há mô lá sân bị vút tá thì người đó sống trong cái sự đau khổ. Nhưng mà đối với cái tâm thiện đó thì cái tâm thiện gọi là alo phá sân bị vút tá vô tham, tương ương vô sân alo xá sân bị vút tá, và tương ương vô si amo há sân bị vút tá, tức là có trí tuệ nhà sân bị vút tá. Thì khi mà người Phật tử chúng ta tu tập đó thì chúng ta nhớ là những cái việc phước thiện mà chúng ta làm bao giờ nó cũng sẽ đưa đến cái hiệu ứng hành động, tức là cái sự an lạc. Một cái lẽ thứ hai nữa là khi mà chúng ta làm việc phước, chúng ta sẽ hưởng được cái quả dị thục tốt đẹp. Hưởng quả dị thục tốt đẹp ở đây tức là nếu nói theo vi diệu pháp Abhidhamma Pitaka thì khi mà chúng ta làm cái điều thiện thì chúng ta được hưởng cái quả phước gọi là thấy cảnh sắc đẹp, chúng ta hưởng được tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, hay là tài sản chư thiên, tài sản nhân loại trong dòng sanh tử luân hồi gọi là samsara quá tá, chúng ta sẽ được cái sự an vui trong cảnh giới tái sanh do nhờ cái phước nâng đỡ. Và cái phước mà chúng ta đã làm đó nó còn có một cái công năng để giúp cho chúng ta thoát ly những phiền não, chứng đắc được đạo quả, giải thoát trong tương lai. Người mà sống nhiều với ác pháp á, thì người đó sẽ luân hồi mãi mãi. Còn người mà biết được chánh pháp thì họ sẽ rút ngắn cái dòng sanh tử luân hồi lại. Cái đó là cái quả phước. Cho nên Đức Phật mới dạy ở trong, cũng trong kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài dạy trong cái phẩm Giá Mát Cá Quát Cá, ngài có dạy thêm một câu khác: Y thách nan đa tí, bê chê nan đa tí, cát ta puy nhô u phê giác thách nan đa tí, puy nhăng mê cát tan tí nan đa tí,
thầy vô đàn đại tí xuống cái tình cái tù. Nay hạnh phúc đời sau hạnh phúc, làm phước hai đời được hạnh phúc. Người hạnh phúc khi nghĩ rằng ta làm phước, và khi sanh vào thiện thú, tức là cõi vui, thì chúng ta hạnh phúc hơn. Sanh về cõi vui, xứ có tí ở đây tức là cõi người mà núi sách luộc cá, hay là cõi trời đi qua luộc cá, hay là cõi phạm thiên Brahma luộc cá. Cái cõi đó, ba cái loại cõi đó gọi là xứ có tí, là thiện thú, hay là cõi vui, hay là nhàn cảnh. Tất nhiên ở đây sư không có khuyến khích các Phật tử chúng ta là làm phước để sanh về cõi trời không. Bởi vì dầu cho sanh cõi người hay cõi trời hay cõi phạm thiên, thì chúng ta vẫn còn nằm ở trong cái sự luân hồi samsara quá tám. Mà khi chúng ta còn luân hồi thì thưa quý vị, quá tối đục khăn là chúng ta còn cái khổ luân hồi. Do đó ở cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên chẳng qua chỉ là những cái trạm dừng chân. Vì khi mà chúng ta chưa đắc được đạo quả A-la-hán để viên tịch niết bàn, để vô dư ý niết bàn, thì chúng ta nhờ cái phước nâng đỡ chúng ta sanh cõi người, cõi trời, cõi phạm thiên, để chúng ta tránh khỏi cái sự khổ ở trong cõi địa ngục Niraya, ngạ quỷ Bê Tá, súc sanh Tirithana và Atula Asura. Chúng ta tránh khỏi bốn đời ác đạo đó, chúng ta tạm thời chúng ta dừng chân như vậy. Cũng như khi mà chúng ta từ ở Vĩnh Long mà lên trên này, hay là từ ở trên thành phố Hồ Chí Minh rồi về Vĩnh Long, xe nó ghé, sẽ ghé cái trạm dừng chân Châu Thành để cho người giải lao một chút, thì chúng ta đừng nghĩ cái đích đến của chúng ta là ở cái trạm dừng chân Châu Thành đó. Nó chỉ là cái trạm dừng chân thôi, chúng ta ghé một chút rồi chúng ta đi. Cái chỗ mà chúng ta đến là cái nơi nhà, nơi quê hương của chúng ta kìa. Cũng vậy, cái đích đến của người Phật tử chúng ta là đạo quả giải thoát niết bàn. Chừng nào mà chúng ta đắc được, đắc chứng được đạo quả A-la-hán, chúng ta niết bàn, thì cái đó mới là đích đến của chúng ta. Bởi vì khi mà đích đã đạt đến thì chúng ta mới không còn cái sự sầu muộn. Bởi do niết bàn năng paraman xuất khăn, niết bàn là cực lạc, là cái an lạc tối thượng. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, chúng ta tạo phước, chúng ta chỉ mong mỏi cái đích đến của chúng ta là đạo quả niết bàn thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta làm phước và được nhắc lại ở cái cảnh giới xưa tí? Là bởi vì trong cái vòng sanh tử luân hồi đó, chúng ta phải trải qua 31 cõi, gọi là 31 cái phu mỹ. Trong đó 11 cõi dục giới, 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Thì trong 11 cõi dục giới đó chỉ có 7 cõi là xứ ca tí, còn 4 cõi đó thuộc về Abaya. Abaya tức là cõi khổ. Thì ở đây chúng ta cố gắng, chúng ta làm phước là để chúng ta vượt qua như vậy. Hoặc là chúng ta có cái thí dụ khác. Khi mà chúng ta biết rằng là người ta gọi cái bể khổ trầm luân, cái bể khổ trầm luân đó chúng sanh lặn hợp trôi nổi, và ở phía dưới cái dòng nước xoáy đó có biết bao nhiêu cái sự nguy hiểm đang chực chờ, ai mà rớt xuống nước là sẽ bị kình ngư cá dữ nó ăn thịt, nó xé xác. Cho nên chúng ta đi
Chúng ta đang nổi trên mặt biển, nếu mà chúng ta có được chiếc bè, chúng ta nương vào chiếc bè đó thì chúng ta tương đối là an toàn. Chỉ là tương đối an toàn thôi. Rồi chúng ta phải bơi, chúng ta phải chèo chống làm sao để chúng ta đạt đến bờ bên kia. Khi mà chúng ta đạt đến bờ bên kia, gọi là Parang Eti, đạt đến bờ bên kia đó, tức là chúng ta đạt đến sự giải thoát thì chúng ta mới thật sự yên ổn. Nhưng mà đang nổi trôi trên bể khổ thì chúng ta cũng phải nhờ chiếc bè. Thì người Phật tử chúng ta phải biết rằng ở trong cái cuộc sống trầm luân sanh tử này, chúng ta nhờ có cái thiện pháp nâng đỡ chúng ta, cái phước báo nâng đỡ chúng ta. Như Đức Phật đã dạy, Punyani Paralokasmin Patitha Hotipani Năng, phước báo là chỗ nương tựa cho chúng sanh trong ngày vị lai. Và khi mà chúng ta sanh còn luân hồi đó, thì chúng ta nhờ cái phước báo nâng đỡ để cho chúng ta có sự an lạc. Rồi trong cái cảnh giới an lạc chúng ta sống đó, chúng ta mới có cơ hội để chúng ta tiếp tục thực hành những cái thiện pháp khác để mà chúng ta đưa đến đạo quả giải thoát. Thật sự chúng ta rất may mắn. Mặc dù chúng ta đã sanh sau cái thời kỳ Đức Phật, Đức Phật Ngài đã viên tịch Niết Bàn đã trên 26 thế kỷ rồi, nhưng mà giáo pháp Ngài còn để lại cho chúng ta. Bây giờ chúng ta được sanh làm người, chúng ta có niềm tin ở Phật pháp, chúng ta hãy nghe chánh pháp và hiểu chánh pháp để chúng ta thực hành. Nhờ như vậy chúng ta mới được cái sự an vui khi mà chúng ta trải đi luân hồi. Nhưng mà chúng ta sẽ rút ngắn cái dòng luân hồi lại. Cũng như Đức Phật Ngài đã thuyết, Đi kha cha rakato rati, Đi khăn santas yo cha năng, Đi ko palanang sangsaro sattamang vichana tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu được chánh pháp. Do đó nếu mà chúng ta hiểu được chánh pháp và thực hành theo chánh pháp, tức là chúng ta tạo thiện, chúng ta tu phước, làm thiện tạo phước nhiều, thì như vậy chúng ta sẽ rút ngắn cái dòng sanh tử luân hồi lại. Và nói đến cái sự khổ luân hồi đó thì quý vị cần phải hiểu rằng là chúng ta Đức Phật Ngài dạy một đốm phẫn, một chút phẫn mà nó văng trúc trên y phục của mình nó đã là hôi thối. Thí dụ chúng ta ăn uống và chúng ta lỡ rơi một miếng vật thực hay là một vài giọt nước mắm nước tương vào ở trong y phục của mình là chúng ta cảm thấy là y phục bị bẩn rồi. Đức Phật nói quý vị, sanh hữu luân hồi dầu cho một kiếp cũng là khổ. Do đó cho nên chớ có ham muốn cái sự luân hồi. Chẳng qua là vì chúng ta chưa đắc được quả A-la-hán để vô dư niết bàn, cho nên chúng ta phải làm phước để mà chúng ta được sanh thiên thôi. Bây giờ đó, sư sẽ nói cho quý vị nghe về cái cách làm phước. Đây là những điều phước căn bản. Người Phật tử chúng ta trước khi mà làm các cái việc phước chư sư sẽ trình bày, thì quý vị chúng ta chuẩn bị ba cái pháp căn bản gọi là Thanathamba, là nền tảng hay là cái công cụ để giúp cho chúng ta thực hành thiện pháp. Một là Sattha, là đức tin. Không có đức tin thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta nghĩ đến cái chuyện là phước và không bao giờ thiết tha trong cái việc tu tập. Chúng ta phải có đức tin. Đức tin quý lắm thưa quý vị. Đức tin là tài sản Sattha Thanh Á, Ariya Thanh Á. Đức tin là thánh sản. Và khi mà chúng ta có đức tin Sattha Santati Pa Thay Văn, đức tin gối cột hành trang
tức là chúng ta đem theo trong ngày vị lễ Sattha, Sa, Thúc và Tiết Thi Ta. Đức tin được an lập là một điều tốt đẹp, là một điều thiện pháp, cho nên cái đức tin rất cần. Nhưng mà người Phật tử chúng ta phải có chánh tín, tức là chúng ta, một là chúng ta phải tin nơi Tam Bảo, tin Đức Phật là bậc giác ngộ, tìm ra được con đường giải thoát khỏi khổ đau. Chúng ta tin giáo pháp là những lời dạy của Đức Phật, là những phương thuốc diệu dụng năng trị những tâm bệnh phiền não của chúng sinh. Những người nào thực hành theo chánh pháp thì người đó sẽ được cái sự an lạc hạnh phúc đời này đời sau và sự giải thoát. Chúng ta tin tưởng vào tăng chúng, nhất là bốn đôi tám vị đạo quả Tu Đà Vườn Sotapatti, đạo quả Tư Đà Hàm Sakadagami, đạo quả Anaham Anagami và đạo quả A-la-hán Arahata. Khi mà chúng ta đặt niềm tin nơi tăng chúng như vậy đó, thì được gọi là đặt niềm tin tối thượng. Bởi vì ở trong cuộc đời này, thưa quý vị, Đức Phật là chúng sanh, là một người, một con người tối thượng hơn tất cả chúng sanh trong cuộc đời. Dầu chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân hay là nhiều chân, thì Đức Phật là tối thượng. Cho nên đặt niềm tin nơi Đức Phật là niềm tin tối thượng. Nhưng mà chúng ta nhớ, chúng ta không tin Đức Phật như là một vị thần linh thượng đế ban phước tha tội cho chúng ta để chúng ta cầu nguyện, mà chúng ta đặt niềm tin ở Đức Phật là vì chúng ta thấy cuộc đời này khổ đau, mà Đức Phật là người phát hiện ra cái con đường để chấm dứt cái sự khổ đau. Thì khi mà chúng ta đặt niềm tin như vậy đó là niềm tin tối thượng. Trong tất cả các pháp, pháp hữu vi sankhara hay là pháp vô vi asankhata, thì pháp ly tham viraga là tối thượng. Do đó chúng ta đặt niềm tin ở cái pháp giải thoát niết bàn là chúng ta đặt niềm tin tối thượng. Trong các cái hội chúc sankha hay là parisa, thì cái hội chúc đệ tử của Đức Phật gọi là Sa-sa-va-ca, Va-ca hay là Sa-va-ca-sang-khô, hội chúng chúng thinh văn đệ tử Đức Phật là tối thượng. Chúng ta đặt niềm tin như vậy là niềm tin tối thượng. Ngoài cái niềm tin Tam Bảo ra đó, người Phật tử chúng ta chỉ tin tưởng vào cái lý nghiệp báo nhân quả. Nhưng mà ở đây sư muốn nhắc cho các Phật tử chúng ta thêm, người mà tin lý nhân quả không có nghĩa là chúng ta phó thác cho cái định mệnh ở quá khứ. Đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng cuộc đời có nhân có quả, hễ quá khứ mình tạo nghiệp chẳng lành thì bây giờ mình bị khổ đau, quá khứ mình tạo nghiệp lành thì bây giờ mình ở không ăn mình cũng sung sướng, cũng hạnh phúc. Rồi cái chúng ta ỷ lại, chúng ta giao phó cho cái định mệnh, cái đó cũng sai. Cái đó không phải là tinh lý nhân quả một cách đúng đắn. Chúng ta tinh lý nhân quả để chúng ta chỉnh sửa. Đức Phật ngài dạy rằng ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chói đời này như trăng thoát khỏi mây. Người Phật tử chúng ta luôn luôn có sự nỗ lực để chúng ta chỉnh sửa cái định mệnh của chúng ta. Thứ hai đó là người Phật tử tin lý nhân quả không có bao giờ chúng ta chỉ mơ mộng về tương lai. Có những người Phật tử khi mà họ làm phước họ nguyện, do phước báo con làm trong ngày hôm nay, nguyện đời sau con gặp chánh pháp. Hỏi vậy chứ hiện tại quý vị nghe pháp không phải chánh pháp hay sao, mà phải đợi đến tương lai mới gặp chánh pháp. Rồi nguyện đời sau có được xuất gia để thực hành theo giáo pháp giải thoát. Hỏi hiện tại tại sao chúng ta không có chí nguyện xuất gia và tu tập theo giáo pháp để chúng ta được giải thoát trong hiện tại, mà chúng ta cứ nghĩ đến tương lai không? Cho nên một là tin và phó thác cho cái định mệnh ở quá khứ là điều không nên. Thứ hai là chúng ta chỉ ngồi chúng ta nghĩ tưởng đến
kiếp tương lai, mơ mộng ở kiếp tương lai. Thì như vậy người có niềm tin nghiệp báo kiểu đó, đó là chưa phải hoàn toàn là chính xác. Chúng ta phải tin có nghiệp báo nhân quả, do có nhân quá khứ đưa đến quả hiện tại, do nhân hiện tại đưa đến quả tương lai. Nhưng mà hiện tại là quyết định sửa đổi cái số phận của quá khứ và quyết định cho cái số phận của tương lai. Cho nên hiện tại là chúng ta phải tu tập tạo phước thật nhiều. Cho nên cái niềm tin nơi nghiệp báo là chúng ta phải cẩn thận cái chỗ đó. Ngoài cái niềm tin ra, chúng ta có cái pháp thứ hai nữa, Thanatthamma, tức là cái sự tinh tấn quý đi giá. Cái sự tinh tấn ở đây là nói chung là cái sự siêng năng, cái sự nỗ lực. Thế nhưng người Phật tử chúng ta, có nhiều người họ nghĩ rằng con rất là tinh tấn. Họ tinh tấn làm sao? Họ nói là con bỏ công ăn chuyện làm, con đi chùa, bữa nay đi chùa này, mai đi chùa khác, tinh tấn. Nhưng mà tinh tấn đó thưa quý vị, thấy nó lớn như vậy nhưng mà thật sự ra cái chất lượng nó chỉ có chút xíu thôi. Cái sự tinh tấn quý giá ở đây nó đồng nghĩa Sampapatthana, tức là chánh tinh tấn. Khi nào mà tâm của quý vị khởi lên cái sự nỗ lực kiên quyết là ngăn ngừa những ác bất thiện pháp đừng cho nó sanh khởi, đó là sự tinh tấn. Những ác bất thiện pháp nào đang sanh, đã sanh, chúng ta diệt trừ nó. Như vậy đó được gọi là Sangvarapatthana, thận cần. Pahanapatthana là trừ cần. Đó là hai tinh tấn. Và cái sự tinh tấn thứ ba nữa gọi là Phawanapatthana, tức là tinh tấn tu tập hay là tu cần. Là những cái thiện pháp nào chưa có, chúng ta cố gắng tu tập cho có. Và thứ tư gọi là Anurakkhapatthana, tức là bảo cần. Là chúng ta phải tinh tấn gìn giữ, duy trì những cái thiện pháp đã có, phải cho nó được sanh khởi hoài như vậy, và cho nó lớn mạnh lên. Thay vô pha hoài giá, làm cho cái thiện pháp đó nó lớn mạnh lên. Thì như vậy cái sự tinh tấn đó là tốt. Cho nên Sampapatthana là cái điều rất cần, thưa quý vị, bốn cái thôi. Thế cho nên người Phật tử chúng ta dù không được đi chùa, không có cơ hội đi chùa, không có nhiều tiền bạc tài sản để chúng ta đi làm phước, chúng ta ở nhà chúng ta cũng tinh tấn được. Tức là sao vậy? Chúng ta tinh tấn từng giờ từng phút, những lúc nào mà tham sân si sanh khởi chúng ta loại bỏ, những lúc nào mà tâm của chúng ta an trú thiện pháp, vô tham vô sân vô si, thì chúng ta cố gắng duy trì cái tâm đó. Thì như vậy cũng là sự tinh tấn. Cho nên chúng ta cố gắng. Rồi thứ ba nữa gọi là có trí tuệ, gọi là Paññā. Cái trí tuệ này nó cũng là một cái yếu tố quan trọng để giúp cho chúng ta thành tựu được thiện pháp. Tức là người Phật tử chúng ta làm việc gì chúng ta cũng phải dùng cái trí tuệ chúng ta suy xét. Giống như một người đi làm nghề nghiệp, họ cũng phải có trí tuệ. Một người nông dân mà họ gieo trồng cấy lúa trên thửa ruộng, họ cũng phải có trí tuệ, họ phải biết kỹ thuật canh tác. Thì như vậy họ mới thu hoạch bội thu được, họ mới trúng mùa được. Còn khi mà chúng ta đi làm phước ào ào vậy, nhưng mà chúng ta không có trí tuệ, không có trí tuệ thôi, phước là gì chúng ta không hiểu, mục đích làm phước để làm gì chúng ta không hiểu. Rồi khi mà làm phước phải ngăn chặn những cái gì chúng ta không hiểu. Thì hỏi làm sao mà chúng ta thành tựu được phước báo. Cho nên quý vị biết như thế này nè, nó có một cái pháp mà được gọi là Magga Magga Ñānadassana, tức là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Nói theo cái pháp thiền Vipassana đó thì cái chuyện đó là chuyện khác, xin không nói đến. Nhưng mà cái hiện tại của chúng ta gọi là đạo phi đạo là sao? Chúng ta phải có trí tuệ biết rõ đây là chánh đạo, đây là tà đạo. Khi mà chúng ta bỏ phát tâm trong sạch,
bỏ tiền ra mua sắm lễ phẩm cúng dường đến chư tăng, thì ngay trong tư tưởng mà chúng ta dứt lòng bỏ bản sẻn đó, cái đó gọi là mắt gác, là chánh đạo. Là nhưng mà trong lúc mà chúng ta đang ngồi đó sướng ngôn viên, họ sướng tên của mình lên, hôm nay buổi lễ được hùng phước bởi cái họ ông A bà B gì đó, mình chờ nghe hoài không thấy tên của mình, cái tự nhiên mình giận, mình bừng cái mặt lên, mình nói tôi có hùng phước tại sao mà không có nêu danh. Lúc đó quý vị sân si, cái trong tâm quý vị sân si đó, thì lúc đó là ăn mặc gác, là phi đạo. Cho nên cái chuyện làm phước đừng có nói là suốt cả buổi sáng nay chúng ta đi chùa chúng ta làm phước như thế này là chúng ta đều có phước. Phải có trí tuệ hiểu lúc nào là đạo mắc gác và lúc nào a mắc gác, lúc nào chánh đạo, lúc nào phi đạo, chúng ta biết rồi. Để chúng ta chỉnh lại, chúng ta chỉnh lại. Cũng hoặc là giống như khi mà chúng ta bị bệnh, y tá lại nó tiêm mình mũi thuốc ngay cái mạch đó, hễ mà ghim vào ngọt xớt mà bơm thuốc vào mà chúng ta không có nghe nó đau nhất đó, là chúng ta biết là đúng rồi đó, cái mũi kim nó đi vào ở trong cái mạch. Nhưng mà hễ mà chúng ta nghe nó đau nhất là chúng ta phải báo cho họ biết rằng đã bị lệch mũi kim, nó lệch mạch rồi, cái đó là phi đạo. Chúng ta phải hiểu gì. Cho nên cái chuyện người Phật tử chúng ta có niềm tin, có tinh tấn và có trí tuệ để chúng ta làm phước, cái chuyện rất là cần thiết. Rồi bây giờ khi mà chúng ta có đủ ba cái yếu tố này rồi, chúng ta mới bắt đầu làm phước. Người Phật tử chúng ta làm phước có ba loại thôi. Đức Phật ngài dạy trong Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh đó, Đức Phật ngài dạy có ba. Đúng là có 10 nhưng mà bây giờ cái thời gian không có nhiều, cho nên sư chỉ nói ba, gọi là ba cái Punya Kriya Vatthu, tức là ba cái nghiệp sự, phước nghiệp sự, tức là ba việc làm tạo phước. Một, Dana Maya Punya Kriya Vatthu, tức là phước nghiệp sự do bố thí. Là người Phật tử chúng ta khi mà đã có cái niềm tin, đã có cái sự tinh tấn, đã có trí tuệ, thì chúng ta nhớ cuộc sống luân hồi của chúng ta phải nhờ có phước vật chất. Chúng ta sanh ra ở đời mà chúng ta bị nghèo khổ, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhà ở, bản thân chúng ta nuôi bản thân mình không đủ, làm sao mà nuôi gia đình, làm sao mà nuôi dưỡng cha mẹ, làm sao chúng ta có tiền bạc để đi làm phước được. Cho nên chúng ta cần phải có cái chuyện đi làm phước. Thì cái chuyện mà chúng ta làm phước bố thí đó, nó có hai, gọi là Sankahawasena đa năng, tức là làm phước tế độ, tức là làm phước bằng cái lòng nhân đạo. Khi mà chúng ta có tiền bạc dư giả, chúng ta bố thí chia sẻ, san sẻ đến những người nghèo khó hơn mình, những nơi mà chúng sanh bị thiên tai nặng lục quả hoạn, chiến tranh, chúng ta đến để chúng ta cứu trợ họ, giúp đỡ họ, hay là những người ăn xin nghèo khổ họ đến họ xin, thì mình cho cái đó gọi là Sankaha Vasena đa năng, bố thí tế độ. Còn như khi mà quý vị đem tài sản lễ phẩm đến để bố thí cho các bậc xuất gia với cái tâm cung kính, dẹp trừ cái sự kiêu mạn, thì khi đó được gọi là Puchawasena đa năng, tức là bố thí cúng dường. Cho nên quý vị đem thực phẩm đến cúng dường đặt bát cho chư tăng, nó không giống như là chúng ta đem cho những người ăn xin. Chúng ta cho những người ăn xin đó là chúng ta cho bằng cái lòng bi mẫn, thương xót,
muốn giúp đỡ cho họ được no cơm ấm áo. Nhưng mà chúng ta đem đặt bát cúng dường đến chư tăng đó, tức là có nghĩa là quý vị muốn, người Bắc người ta gọi cái đó là ăn mài phước của chư tăng. Ta gọi ăn mài phước, tức là bây giờ cảm thấy mình thiếu phước, mà chư tăng lại là phước điền vui nhắc hết tăng. Do đó cho nên chúng ta gieo cái hạt giống niềm tin vào trong cái ruộng phước đó để chúng ta được cái phước báo. Nghĩ như vậy cho nên người Phật tử chúng ta dầu cho cúng dường cho vị Sa Di nhỏ, một vị tỳ kheo mới tu, chúng ta cũng nghĩ rằng những vị đắc y cà sa như thế này đó, tu hành giới luật như thế này đó, những vị đó là đáng để cho chúng ta gieo cái hạt giống niềm tin mà chúng ta tạo cái phước báo. Cho nên khi chúng ta làm phước hai loại thì sẽ nghĩ rằng trong cái dịp đầu năm này đó, nếu mà chúng ta đắc ý, khi mà quý vị lì xì cho con cháu hay là lì xì cho người thân ở trong gia đình vân vân, thì cái đó gọi là sangha quá xì na đa năng, chúng ta tác ý vậy. Nhưng mà chúng ta đi đến chùa, chúng ta để bao thơ cúng dường đến chư tăng, không phải là chúng ta lì xì theo kiểu mà chúng ta cho, chúng ta lì xì về Tết ở bên ngoài, mà chúng ta nghĩ rằng ở ngoài cái danh từ gọi là lì xì cho chư tăng, nhưng mà thật sự ra cái đó là làm phước, cái đó là làm phước cúng dường, cúng dường đầu năm. Chúng ta nhớ tác ý. Cái việc phước thứ hai đó, Đức Phật ngài dạy cái việc phước thứ hai gọi là sila maya punya kriya quá thú, tức là làm phước do cái sự giữ giới. Người Phật tử chúng ta đừng quên rằng là đời sống của chúng sanh đó, mà nếu có phước vật chất chưa đủ, nhà giàu cũng khóc, quý vị nhớ vậy, nhà giàu cũng có khi khóc. Tại sao vậy? Bởi vì họ giàu có tiền bạc tài sản, nhưng mà thân đau yếu bệnh hoạn, bệnh những chứng bệnh năng y, hoặc là sống không thọ, hoặc là gia đình tan rã, vợ chồng bất hòa, ly dị nhau, hoặc là có con cái nó hỗn hào, hoặc là có bạn bè phản trắc vân vân. Tất cả những cái đó là do chúng ta thiếu phước đức. Mà muốn có được phước đức là chúng ta phải giữ giới. Panatipata Viramani Adina Dana Viramani là từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp. Kame Subhichachara Viramani từ bỏ tà dâm. Busawada Viramani là từ bỏ cái sự nói dối. Surame Rajab Machapama Dathana Viramani tức là từ bỏ uống rượu và chất say. Ngoài ra đó, chúng ta tạo phước đức bằng cách gì? Tức là chúng ta tu tập tâm từ Metta, Karuna tâm bi, Mudita tâm hỷ và Upekha là tâm xả. Chúng ta tu tập như vậy chúng ta mới tạo cái phước đức được, giữ cái tâm mát mẻ không sân là tâm từ. Thấy chúng sanh khác đau khổ mình động lòng, mình thương xót, mình giúp đỡ, vậy gọi là tâm bi Karuna. Thấy chúng sanh khác được hạnh phúc an lạc, mình không có ganh tị mà mình còn quan hỷ với họ nữa, thì như vậy được gọi là mình phúc chúc cho họ nữa, gọi là Mudita tâm tao hỷ. Và khi mà chúng ta sống trong cuộc sống khen chê vui khổ đặng mất vinh dục, tâm vẫn giữ bình thản, sao cũng được. Cuộc đời này giả mà, cuộc đời này quá trọ, mình đi đến đây rồi sau khi hết tuổi thọ mỗi người ra đi một nẻo, mắc cái gì chúng ta phải sân giận, phải cột quan trái với họ chi? Chúng ta giữ tâm xã, đó cũng là tu tập phước đức. Rồi bây giờ cái gọi là Phawana Maya Punya Kriya Quá Thú là tạo phước trí bằng cách là tu tiến. Tu tiến rồi là tu thiền. Bởi vì Phawana, thưa quý vị, nó có nhiều. Kaya Phawana, Sila Phawana sư đại nói ở trong cái phước bố thí, phước trì giới rồi. Còn bây giờ chúng ta tu tiến hai cái gọi là Chitta Phawana là tu tâm, và Panya Phawana là tu tuệ. Tu tâm ở đây đó, nó có nhiều cái tu tâm, như mà sư nói là Sabbatha Phawana là tu thiền chỉ, để giữ cho tâm của mình nó được định lại, cho cái tâm của mình không có bị hôn trầm,
không có bị buồn ngủ giả dưỡi, không có bị phóng dật, thì như vậy là chúng ta tu tâm. Tu tâm còn có nghĩa là chúng ta tu cái pháp nhẫn nại, chịu đựng, hay là chúng ta tu những cái pháp chân thật cũng được gọi là tu tâm. Nhưng mà cái gọi là Panya Phawana đó, tu tuệ là tu Vipassana, Phawana là tu thiền quán. Tu thiền quán ở đây tóm tắt lại là để chúng ta có trí tuệ mà thấy được các pháp hữu vi là vô thường, anicca, sabbe sankhara anicca, thấy được pháp hữu vi là khổ, sabbe sankhara dukkha, thấy được các pháp là vô ngã, sabbe dhamma anatta. Chúng ta thấy được vô thường, khổ đau, vô ngã của các pháp hữu vi như vậy đó, thì như vậy nó phát sanh lên trí tuệ. Mà tu tập tuệ quán Vipassana Phawana là chúng ta mới chứng được đạo quả. Chứng được đạo quả thì... Cho nên khi mà chúng ta hiểu cách rồi đó, thì người Phật tử chúng ta thiếu gì để chuyện làm phước. Ba ngày xưa ngày Tết này, nếu mà quý vị thấy quý vị sợ ồn ào, đi chơi ở bên ngoài khu du lịch thì ồn ào quá, bát nháo quá, thôi bây giờ đi chùa làm phước. Nhưng mà đi chùa thấy nó cũng ồn ào bát nháo nữa thì thôi, mình đi chút thôi rồi trở về. Suốt cả ngày mà ở trong nhà, mình lên cái phòng của mình đó, mình ngồi thiền, niệm tâm từ, hoặc là chúng ta tu thiền chỉ hay tu thiền quán, cái đó cũng phước phát sanh đó. Cho nên người Phật tử chúng ta biết cách thì không phải là đầu năm không, không phải là mùa dân y chúng ta mới làm thiện, mới tạo phước, và suốt cả 365 ngày chúng ta đều tu hết, chúng ta đều tạo phước hết. Cái điều này nó sẽ đưa đến cho chúng ta tốt đẹp. Thì hôm nay sư có một vài chia sẻ với quý vị. Phật pháp đầu năm, sư cũng chúc phúc phước báo đến cho toàn thể quý tu nữ và chư thị nam tín nữ chúng ta hôm nay. Mong cho quý vị được thấm nhuần thiện pháp và cố gắng tạo thêm những cái thiện pháp nữa, để trong suốt một năm chúng ta luôn luôn được sự an vui, sống an khang thịnh vượng, do nhờ cái năng lực phước báo và quy đức của Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Xin hội hướng phước này đến tất cả chư thiên, mong chúng sanh dân chư thiên hộ trì chánh pháp được tồn tại lâu dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.